Xin chào mọi người, chào quay trở lại với một game Roger Land. Mình sau khi chết thì mình đã đi kiếm lại đồ và level. Và mình đã quay trở mình đến cái vùng đất này. Thì có biết đây là vùng đất gì cả? Chỉ biết một đống bọ. Nó đi thuyền rồi theo mình cả tiếng rồi. Thêm nữa còn con chùm ở phía dưới cơ. Ngồi cắt đuôi của nó. Nó bắn ra mấy cái tia sét khiếp kinh dị. Mình không làm gì đâu. Đấy, 9 máu anh ơi. 14. Trời ơi, yeah, là... mình thề đánh cái này lên level nhanh cực. Cứ chui ở trong mấy chỗ khó khó này rồi đánh nhau ấy. Mỗi tội là nó hút phải mình thì mình cũng thấy khổ. Ok. Thì bây giờ tạm thời thế thôi. Mình cũng chưa làm được cái gì nhiều. Mới chỉ kiếm được thế này mà thôi, quay đi. Chơi đi. Chúng ta sẽ biết được nhiều thứ hơn cho cái tò mò. Mình nãy cũng hỏi thằng bạn mình, nó bảo là thằng mày chơi kiểu đúng game rồi, game mớ ba vẩn này mày không chơi được. Mày nhìn bọn tao chơi này. Đây nó nói cho kiểu dạng dạng đấy, mình cũng không muốn hỏi tiếp, mình ngồi. What? Ôi trời ơi, nó giận rồi. Nó giận thì mình phá nhiều đá của nó quá. Thôi xong tôi rồi. Cái gì đấy? Mình mất 5 máu mới lần á. Ồ, hóa ra nó nhắc mình là không được phá nhiều đá quá, mình không để ý. À, hiểu rồi. Thôi thì mạo hiểm sống lâu. Nhầm, mạo hiểm có được nhiều đồ ngon để chơi chứ. Không thì nó mà ăn cạp đất mà ăn à. Ồ, nhiều đồ mới phết. Ok. Tạm thời thế đã. Cái này là weapon. Gì đây? Chưa gì à? Planet. Tạo này cái mình có rồi, mình cần cái hồi máu của nó không cho. Chơi này mình chưa biết là cách nào là còn... đây là có hồi máu này. Rồi, cảm ơn. Rồi, đây là gì? Cloud em... mình không biết mình phải làm cái gì. Ok, bây giờ quay trở về tàu đi. Mình cũng chưa muốn đánh nhau bọn này sớm thế. Hay gì ạ? Gì ở đây có trở về? Không, mình không có trở về chỗ này đâu. Không bao giờ, vì đào nó quá nhiều à. Bao giờ có khả năng đánh boss thì phải đánh. Bây giờ mình chưa quyền được đánh boss. Bao giờ mạnh hơn thực sự nó ấy. Vì đây là một game RPG mà. Nên mình có thể cầy level đến mức mà boss không thể đánh được mình nữa, mình bắt đầu đi đánh nó ấy. Chứ không phải kiểu level mình thơ hơn boss rồi tìm cách vượt cấp đánh nhau à. Không. Làm gì cái chuyện đấy. Thằng ngu đi vượt cấp đánh nhau. Đó. Nên khi mình level thấp thì mình đừng có hy vọng cao xa là đi đánh boss level cao. Có này này. Có nó tia level 3 vứt hết ra đây mà. Bốc này level 2. Cái này level 2. Level 2. Level 2 vứt hết ra đây nhá. Level 3 trên nhá. Consume to jet. Là sao? Cái này là gì? Nó cho mình XP à? Nên mình có lên được level à? À, mình có hai này chơi trang trí. Trang trí thực. Cái này vào đây. Cái này vào đây. Rồi. Mình có một con tàu khá là xấu. Không thể nhận nào nhận nó đẹp được. Cái này gì đây? Cái này để xây nhà. Đang tia 1 này. Tia 2 đâu? Mình cần 2 o tia 2 nữa là mình làm được rồi. Phải mình kiểu mình toàn tia mấy cái tia lộn xộn ấy. Mình không làm nổi một cái thuốc gì luôn. Đùa vậy. Cái này gì? Strength 10 thôi cũng được. Không tệ số tất cả. Mình cần để 3 cái xem tia cơ. Người ta là mình cho 10 bộ phận vào đấy. Để xem nhá. Được cái gì? Quá thì mình có thể tìm cách để kiếm đồ bằng cách này. Rồi mình xuống đây mình chế tạo đồ được. Oh, it's a false item. Fuck, mình nhầm. Mình cứ tưởng nó thành một đồ mới cơ, hóa ra nó sự. Đó. Thế tức là mình vẫn không chế tạo được cái gì cả. Sát đây. Sát quá hu hu. Ok đi. Cứ đi. Thôi nhầm. Bây giờ mình phải đi tìm hiểu xem trong cái này có những cái gì đã. Không thể nào mà trơ mặt đi ra ngoài được. Ok.
À nó chuyện à, làm chưa? Thằng ạ. Chỗ nào mình nhấn W được nhỉ? Ở đây cho ạ. So you wanna be a Galactica then bla 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 bla. Yeah, it's by industrial LQ, just rushing, it's more faster. Oh, hóa ra thằng này hướng dẫn mình. Oh, mình bỏ ra, mình bỏ qua hướng dẫn để mình chơi game này. Thật là tuyệt vời. Cái gì đây? Mình không biết phải làm quest nào. Nên mình cứ vứt đấy á. Mình hỏi bạn mình nó không trả lời nên thôi. Hello, chào ông chủ. Ông boss đang ở đây đều qua là để làm việc. Bla 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 bla. Nếu các bạn nó nói mình cách để nó mình sử dụng công thức và xem cách xem công thức. Holy shit. Kiếm đâu ra tiền để mua mấy cái này hả? Rõ ràng đây là tàu của mình đúng không? Thế mình lại phải giật được mấy cái này chứ. Oh, mình hear back à? Hey, thank you. Em là cô gái dễ thương. Gì đây? Không. Mình sẽ không bao giờ đổi item của mình thành tiền trừ khi là nó quá cần thiết. Đi qua bên này có gì không? Gì? Yeah. Thằng này nhìn bựa ấy. Nhìn như kiểu avatar phiên bản người ma ấy. Yes, blah 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 blah. Okay. What the fuck? Ê, 9999 mua một cái cúp trả điểm gì? Mày đùa tao à? Thế mình phải làm gì nữa? Đấy là tàu của mình đúng không? Đấy là mình có quyền được chấn hết tất cả đồ này không mất tí tiền nào. Nhưng mà do game này nó logic quá. Logic quá. Thằng Lenny là thằng nhắc mình lúc nãy ở trong thế giới kia này. Đó là mình không được phá ba quả ấy. Quả ba quả không bị chết. Một phần 75 à? Gì ấy? Thuyền trưởng. Thế mình không phải là thuyền trưởng, mình chỉ là chủ nhân thôi mà. Đợi tí. What? Thằng này chủ nhân nhưng nó không phải thuyền trưởng con thuyền này. Ok, thôi mình không quan tâm. Đi kiếm nguyên liệu à? Mình không thể nào mà cưa đây mãi được. Có cửa đấy. Mình quyết định tìm chùm. Quyết định đánh chùm. Thôi đùa đấy. Một cây level đã đánh chùm sau chứ. Thằng nào ngu thì đánh chùm được. Mình muốn hit được con này không nhỉ? Không. Đùa đấy, hay hit cơ. Đấy. Úi dồi, vẫn đánh hai máu cơ. Level mình phải né. Cái game này dễ né nhưng mà một khi nhưng mà nó khó hồi máu. Thế nên nó mới thành ra một cái game mà làm cho người ta khó cưỡng lại được. Chết đi. Ôi, nó hồi sinh cái chuyện nó ra cái mình giết chết nó luôn. He, tự hào ghê. Lòi. Chơi game này vui phết vì nó một game dạng cây lover. Ôi. Mình không được nhảy à? Nhảy bọn nó nhảy theo rồi. Mình tưởng nó chạm vào mình rồi. Nó chạm vào mình. Thật đấy à? Mất hai máu một lý do hớ vẩn vậy. Tôi không muốn phí bình máu. Chết đi. Máu trong game này khó hồi ghê chứ. Mình còn chưa biết công thức để chế tạo bình máu nào. Khốn nạn. Thật khốn nạn nhỉ. Có gì ngồi mò vậy. Mình có cần thực sự cần thu thập cái này nữa không? Okay. What? Lấy một con boss à? Oh shit! What the fuck motherfucker? Cái quái gì ấy? Giết khổng lồ! Hứa! Oh, mình đánh được nó, mình đánh được nó, mình đánh được mà mình không mất máu. Oh. Tức là mình có thể giết được con này. Nếu mình cứ cố gắng né. Không, nó thông minh, tạm thời thế ạ. Nó đừng bảo nó tầm nghìn máu đấy. Tầm nghìn máu thì mình không chơi đâu. Ok, cứ phải từ từ thả diều á. Gặp mấy con quái vật to khổng lồ đầu tiên là không được lao vào nó này. Cứ phải ngồi tận dụng lợi thế. Ô, mình giết được nó. Nice. Lên level. Nó không drop cho mình cái gì kìa.
Lẽ theo logic là nó phải cho mình đồ ấy nhỉ. Đằng này nó không cho mình đồ gì cả. Thật là nhục nhã. Một cái game tẻ nhạt. Fucking tẻ nhạt. Hóa ra mình cứ giết khoảng 3 con tầm tầm này ở mỗi thế giới là sẽ được triệu hồi một con boss à. Ok, that fucking logic. Nó phải nghe logic hơn rồi đấy. Hết sức là logic, mình xin thề. Qua mỗi thế giới sau đó thì mới giết tầm 3 con này. Đây, bây giờ nếu mình giết con này nó triệu hồi không nhỉ? Không. Mình vẫn tò mò kỹ năng này, nó tăng tốc mình tốc độ, nó không tăng mình gì nhiều khác. Ui giời. Mình còn 5 máu. Mình còn 5 máu. 4 máu. Tăng tốc độ khó điều khiển vai. Không mở dùng kỹ năng ấy nhá. Tôi xin thề, tôi xin hứa, tôi xin đảm bảo tôi không mở dùng kỹ năng ấy nữa. Ô cho mình chưa lấy à? Lạ ghê. Ok, mình bây giờ cần đi về. Hu anh ơi. Làm ơn. Tôi còn 2 máu. Cho tao xin ít máu. Ok, cảm ơn mày. Tao yêu mày nhiều lắm. Nhưng mày nhiều lắm cơ, mày làm vợ tao nhá. Rồi. Mình nhớ có lúc mà nó cho mình cái búa này luôn cơ. Bạn mình nó kiểu nó bảo nó khỏe. Ấy, con boss kia không ra nữa à? Buồn ghê. Thôi mình cũng không hướng giết bọn này nữa. Đánh bọn này nhiều lúc vô tình mất máu khổ. Planet Stone. Không hiểu lắm. Bây giờ mình lau bao nhiêu rồi? 11 rồi. Dĩ nhiên rồi, lên lau ở nhanh thế em phê. Có vẻ luồn quẩn. Game này cũng khá là vui chứ. Vừa đi vừa dash. Ok. Oh, level up. Quá tuyệt vời. Nhưng mà nó không tăng strength cho mình thôi, không sao. Tăng mấy chiều khác cũng được mà. Thế mình RPG, các bạn biết mục đích của mình là gì không? Mình không quan tâm là nó quét hay gì cả. Mình chỉ quan tâm là lên level thôi. Để thử những Elsot đi. Nhiều thằng bảo làm quét kia đi, làm quét đi. Mình kiểu cứ cười level, cuối cùng mình lên level 60. Tôi không bỏ game đấy, tại vì mình không có một cái gì để đánh bại của nó cả, mình không làm quét. Vì đấy là một điểm yếu, vì đấy là tác hại của nó ấy. Thôi không sao, mình lên level cao rồi, mình ngồi dùng chỉ số đè với bọn level thấp. Leo. Game mình được cái mình được cái gì đó mình thề. Không được. Ê, mòe. Sao mình giết bọn này nó không cho mình thịt nhỉ? Ây, ra đây. Bọn mày nối đuôi nhau thế. Có thể bây giờ mình giết bọn này vô hạn thì bọn nó không đuổi giết mình nữa. Ồ. Three portal use là sao? Nếu mình 3 lần sử dụng portal á. Nghe phải logic hơn nhỉ. Ê, đá đừng. Game này vui. Mặc dù nó nhạt vài lần. Ồ, đây là một đất mới. Không được, đất mới mình đùa đấy. Cất ở đây, cất này vào đây. Cái này. Mình có đủ 3 cái tia cơ 3 rồi này. Mình có thể đi làm đồ được rồi. Mình không chắc lắm. Không có lẽ là thế thật. Mình đổ đồ lên đây đi làm đồ chứ nhỉ. Mình chưa muốn về ship rồi. Thì weapon. Mình cần weapon. Mình không còn tanh lắm. Mình muốn thử mua mỗi cái này một cái, những thứ mình chưa có ấy. Nhưng mà sợ tiếc tiền, nhưng mà bây giờ nghĩ lại mua cũng chẳng mất gì đâu. Tiền mình còn đống rồi. Gì đây? Defeat Marino Hood. Mình vẫn chưa hoàn thành một cái gì cả, mình không biết là quái vật của nó là cái gì luôn ấy. Hay mang tiền ra ngoài. Mang tiền ra ngoài đi chơi ấy. Cửa nhầm. 1969, số đẹp. Mua hết mấy cái cục này đi rồi mang về cho mình chế tạo ra gì. Cảm ơn.
Mặc dù tiền kiếm trong này khá là khó nhưng mà thôi không sao. Ngồi người kia được. Mình có được vài đồ mới. Nên về ship nhỉ? Không sao thì sao? Thôi đùa ấy. Thôi xong rồi. À đâu nhờ? Đây không phải thế giới của... mình nhầm. Mình để cho mình qua thế giới khác cơ. Hay cho mình qua thế giới... Mình bây giờ muốn về ship cơ. Không muốn đi tiếp đâu. Đi tiếp gây ức chế lắm. Ồ, một hit con kia là. Nice. Đây là mình đủ chen để một hit vào nó cả. Khá là vui đấy. Tại vì nhiều lúc thì mình cũng không nghĩ là mình đủ chen để một hit vào nó đâu nhưng mà... Ôi, cái gì đến nó cũng sẽ đến. Ôi ôi, bốn máu, một hit à? Một con này vẫn phải 1-2 hit. À mình đùa ấy, mình không được giết bọn nó ở đây. Đây là một cái vùng đất khác, một chỗ khác ở trên này đấy, thế giới này rồi, nên mình không được giết bọn nó. Nếu mình giết đủ 3 cái là nó gọi boss rồi, boss rồi mình chắc chắn sẽ mất đốt 2 máu. Mình cấy rất là lâu mới lên vùng 12, mình không muốn thế. Đúng rồi, chết tí nào. Làm ơn, kiếm đừng xài nữa. Tôi đi. I'm faded away. Tôi bị mờ đi. Không, một máu. Kinh nghiệm, hãy về nhà thử đồ trước khi mà đi thám hiểm. Mình chết level 12, mình đã rất là phí công để cấy lên cái level đấy. Khi mình là phí công, đúng là rất phí công đấy thôi. Mình ngồi thử nghiệm làm thợ rèn mà. Tier 2, tier 1, tier 2. Rồi mang hết đồ ra xem mình chế tạo được cái gì. Chế tạo nhá. Mình chưa biết là công thức của nó gồm những cái gì. Cái này không dùng được à? Này cũng không dùng được à? Cái này dùng được à? Cái này cũng dùng được. Ê. Kìa em. Kìa sao nó bay ra kia được? The fuck game. Cái gì đây? Sao nó bay ra được nhỉ? So logic. Cái này vào đây. Cái này vào đây. Không. Cùng tia. Tức là nếu mình bỏ cái này ra, mình cho này vào đây mình. Áo đẹp bất. Ồ, cái này tia 3 này. Cái này tia 3 này. Cái này tia 2 này. Cái này tia 3 này ra cái gì. Hả? Cái gì? Cái gì cơ? Achievement gold. Công thức mình sai á? Ha? Các bạn, ý mày là sao? Công thức của tao sai á? Mày bảo công thức của tao là sai á? Biết tao phí bao nhiêu công không? Không hy vọng được gì vào thế giới này nữa. Sao mày chơi game này nhỉ? Hãy nói cho tôi mục đích tôi tồn tại đi. Đây vào đây không? Làm ơn. Thôi. Mình chán lắm rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác. Bye bye.